đưa danh sách mua sắm cho Divi chứ? Không chị ơi, thật ra làm sao em có thể, ý em là, ồ, nếu Divi nói trước với con thì con đã đưa rồi chứ gì. Nhưng con đã không biết trước phải không? Cái gì? Divi thậm chí còn không nói với em sao? Sanchi, Divi đang thoát ra khỏi vòng tay em rồi, coi chừng nha. Sanchi, gọi Adu đi con. Chúng ta ăn thôi. Đi nào, ta thấy đói lắm rồi. Nào đi thôi. Đi nào. Adu, là ai vậy? Em trai của Sanchi. Cô ấy đã mang thằng bé đến đây. Cái gì? Em trai của Sanchi đang sống ở đây. Chúng ta sẽ đóng học phí cho cậu ấy. Suy cho cùng, việc từ thiện bắt đầu từ gia đình mà. Như thế này, đi bằng xe hơi đi. Không từ bác, cậu sẽ tự đi. Ta biết cậu sẽ đi. Ta đảm bảo rằng cậu sẽ phải đi. Nghe này, Dân chị, xuống bếp mang khoai tây lên đây. Adu, xuống lầu đi. Đồ ăn đã sẵn sàng rồi. Không xanh chi. Mọi người cứ ăn đi. Em không đói. Adu, có chuyện gì vậy em? Sao mà em lại không đói chứ? Thôi nào, Isha, bọn trẻ và mọi người đang ở tầng dưới. Họ đều đang đợi em đó. Em sẽ xuống gặp họ sau mà. Tại vì nếu em xuống lầu bây giờ, mọi người sẽ bắt em ăn rất nhiều. Trong khi sáng nay em cũng đã ăn nhiều rồi. Còn no lắm chị. Vậy sao? Em chắc chưa hả? Chị vẫn sẽ chừa thức ăn cho em. Khi nào em đói thì cứ xuống ăn nha. Được chứ? Được rồi, được rồi. Con định liếm sạch cái dĩa luôn sao hả? Nào, uống ít nước đi con. Bọn trẻ ăn rất là ngon miệng đó. Con không biết mẹ ơi, ở nhà mỗi lần đến bữa ăn là con lại phải bắt ép chúng. Nhưng ở đây thì không cần ai bắt ép gì cả. Đó là do phép thuật của con dâu ta đó. Con bé làm đồ ăn quá ngon, ngay cả những đứa trẻ cũng không thể cưỡng lại được. Nghe mẹ nói nè, con hãy đem bọn trẻ đến đây hàng ngày được không? Mẹ ơi, chúng sẽ chán khi ngày nào cũng ở đây đó. Xin lỗi, con nghĩ là con đã ăn quá nhiều. Lâu lắm rồi bọn trẻ mới đến đây mà. Con nghĩ đó là lý do chúng hào hứng. Không không, ngồi đi chị. Có điều gì đó đặc biệt dành cho chị đó. Đợi một lát. Ramesh, Sanchi, em có quà cho Isha sao? Không, chỉ là chị hy vọng là đúng sở thích của cô ấy. Em biết không, cô ấy không thích cái gì rẻ tiền đâu. Wow, mẹ ơi, bánh pudding yêu thích của con này. Wow. Con thích nó không hả? Vậy đây là món quà trẻ tiền và bình thường của em mà. Subana, cảm ơn Sanchi. Xem bọn trẻ ăn uống ngon miệng chưa kìa.
Em biết không, ở nhà chúng không chịu ăn bất cứ món tráng miệng nào ngoại trừ bánh ngọt. Và giờ thì nhìn xem. Sanji, tài nấu nướng của em thật sự xứng đáng được khen ngợi đó. Nó rất ngon. Cảm ơn, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Bữa trưa rất ngon. Hôm nay còn nhớ DB rất nhiều. Sao em lại nhớ em trai của mình chứ? Ít nhất em phải nhớ chồng mình, vì đây là kỷ niệm ngày cưới mà. Chào mọi người. Chào em, chị khỏe không? Có chứ, sao vậy? Em đến muộn quá đó. Nếu như em đến sớm hơn thì đã được ăn bánh pudding của Sanji rồi. À, vậy sao? Để tôi đi lấy cho cô nha, cảm ơn. Nhưng tôi bị dị ứng. À, đến lúc chị phải về rồi. Làm sao chị có thể về nhanh vậy chứ? Nào chúng ta cùng nhau uống cà phê đi. Chúng ta phải tán gẫu với nhau mới được. Em có nhiều điều muốn nói với chị lắm đó. Xin phép mọi người. Sanji, dân chị dâu, đem cà phê cho họ đi em. Isha và Ankita sẽ nói chuyện với nhau lâu lắm đó. Em biết đấy, cô ấy xem Ankita như thành viên trong nhà mà. Dân. DB cũng hài hước ghê. Anh ấy cũng nói đùa khi vẫn đang ngồi ở đó. Cô đã nói chuyện với DB rồi sao? Vâng, tôi nói chuyện với anh ấy hàng ngày trên Face mà. Sao chứ? Cô không nói chuyện với anh ấy sao? Chị sẽ dọn phòng cho em, nhưng hãy giữ nó sạch sẽ nhất có thể. Đừng cho ai có cơ hội phàn nàn, hiểu chứ? Cậu bé ngoan. Còn nữa, phải xuống ăn sáng, ăn trưa và ăn tối cho đúng giờ. Đừng để mọi người phải gọi em tới lần thứ hai. Adu của chị không muốn ai có cơ hội nói nặng nhẹ em. Nhưng chị hai, em hiểu rồi à? Chị Sanji này, em đã nghĩ đến việc sẽ đến Mumbai để học, nhưng chỉ trong giấc mơ thôi. Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ đến nhà chồng chị ở như thế này. Đây là một chuyện lớn đấy, Sanji. Điều này là nhờ DB. Đó là ý tưởng của anh ấy. Ô, anh ấy đang online này. DB, này, sao rồi hả? Chào anh Ki. Hello. Tất cả đều tốt. Còn anh thì rất bận. Sao nghe chán quá vậy? Anh nói dối đúng không? Đây đâu phải kiểu của anh chứ. Chắc là anh đang tận hưởng bên đó chứ gì. Đúng là anh tận hưởng. Mà anh tận hưởng công việc của mình. Anh đang ở khu vực rất là lạnh. Và anh thấy điều này thú vị lắm. Chắc hẳn là cũng có những quán trụ ở xung quanh đó, đúng không hả? Hãy tìm kiếm xung quanh đi. Anh không nên vùi đầu vào công việc mãi đâu. Hãy tận hưởng một chút. Để anh thử. Anh Ki, em làm giúp anh một việc được không? Tất nhiên rồi. Em là người bạn tốt nhất của anh mà. Cứ nói xem nào. Anh Ki, khi nào em đến nhà anh? Dân, thì giúp anh kết nối với Sanji bằng Face nha. Anh nhớ cô ấy rất nhiều. Dân. Anh Ki. Ủa, em đang ở nhà anh hả? Anh Ki, đúng là nhà anh rồi. Vậy mau giúp anh nói chuyện với cô ấy đi. Anh Ki ta.
HDV. Giúp anh gọi cô ấy nha. À, ngày mai anh có một cuộc họp quan trọng. Sẽ rất may mắn nếu như anh được nhìn thấy mặt cô ấy. Dân. Ba em đang gọi. Chắc là có chuyện gì khẩn cấp nên ba mới gọi em đó, DV. Em sẽ nói chuyện với anh sau nha. Được rồi, em xin lỗi. Chỉ 2 phút thôi. Anh Ki. Bye. DV là một người tốt. Anh ấy có gọi cho chị chưa? Hôm qua anh ấy đã gọi điện. Nhưng từ sáng đến giờ thì tụi chị vẫn chưa nói chuyện với nhau. Chào. Cô đang ở đây sao? Tôi đi tìm cô nãy giờ luôn đó. DV buồn cười lắm đó. Ở bên đó mà anh ấy vẫn có thể chọc ghẹo tôi được. Cô đã nói chuyện với DV sao? Vâng, chúng tôi nói chuyện hàng ngày trên Facebook. Sao vậy? Cô không nói chuyện với anh ấy sao? Thực ra tôi vừa nói chuyện với anh ấy. Dạ. Anh ấy trông rất dễ thương. Mũi anh ấy đỏ bừng như quả anh đào. Tôi chắc chắn nếu cô nhìn thấy thì cũng sẽ cười như tôi thôi. Anh ấy trông rất đẹp trai. TV trông rất dễ thương khi mặc trang phục mùa đông. Tôi quên mất. Buja và Donna chắc đang đợi tôi. Tôi về đây. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Sanji đừng buồn. Chúng ta cũng có thể nói chuyện trên Facebook. Em sẽ tải ứng dụng đó xuống sau khi ăn xong. Khi đó chị và DV cũng có thể nói chuyện với nhau rồi. Ừ. Vậy thì mau ăn nhanh lên thôi. Khi mà không có vợ yêu chăm sóc, làm sao anh có thể ổn được chứ? Em ở ngay đây mà. Và bây giờ em cũng có thể online rồi. Kết nối cuộc sống của cô sẽ bị phá dở bởi tôi thôi. Anh Kita. Sanji, em đã tải xong Facebook rồi này. Mau đến đây đi, DV đang online đó. Nhanh lên. Được rồi hả? Vâng. DV. Chào Adu, em có khỏe không? Em rất ổn đó. Ý em là sao hả? Có ai đó không ổn sao? Được rồi, vợ chồng hai người cứ nói chuyện đi, em sẽ quay lại sau. Anh định cứ ngồi nhìn như vậy hay sẽ nói chuyện với em đây? Để anh xem nào. Anh vẫn chưa thể tin được là anh đang ở rất xa em. Anh thậm chí còn không thể tạm biệt em đúng cách nữa. Đó là lỗi của em. Đó là em nên nói với anh. Em rất xin lỗi. Bây giờ mọi thứ đều ổn rồi. Nhưng em biết không, Sanji, anh cảm thấy
Rất tồi tệ khi không có em bên cạnh. Anh nhớ em nhiều lắm. Em cũng nhớ anh rất nhiều. Anh biết không, mọi người đều ở đây. Cho dù là như vậy thì em vẫn cảm thấy rất cô đơn. Còn anh, anh luôn nghĩ cho em và gia đình em rất nhiều. Nhưng em lại luôn nghĩ sai về anh. Em xin lỗi anh. Này, lại xin lỗi nữa rồi. Sanji làm ơn, đừng nói xin lỗi. Em đâu có sai. Thật ra đó là sai lầm của anh. Lẽ ra anh nên hỏi qua ý của em. Đủ rồi đó. Em nghĩ chúng ta không nên nói xin lỗi nhau hoài đâu. Được rồi, nói em nghe đi. Anh có đang chăm sóc tốt cho bản thân không? Anh đã ăn tối chưa? Không có vợ yêu ở bên cạnh chăm sóc, làm sao anh có thể ổn được chứ? Em đang ở ngay đây mà. Em cũng đang online cùng với anh. Em sẽ không rời xa anh đâu. Và anh không hề muốn điều đó xảy ra chút nào. Lãng mạn thế là đủ rồi, đi đi. Kết nối cuộc sống của anh sẽ bị em phá vỡ thôi. Có chuyện gì vậy? Adu, Adu giúp chị kiểm tra xem kết nối mạng bị trục trặc gì đi. Ankita, Ankita, sao vậy Adu? Ankita, sao chị lại ngắt dây internet ra chứ? Ankita, em đang hỏi chị đó. Tại sao chị lại làm như vậy? Cậu điên rồi sao? Mau tránh ra đi. Không, chị phải trả lời câu hỏi của em. Em nhìn thấy rõ ràng, chị rút dây mạng. Tại sao chị làm vậy chứ hả? Chị ơi, anh rể, chị, anh rể à, chị ơi, có chuyện gì vậy anh kia? Chị ơi, cậu ta đang cố xúc phạm em, cậu ta buộc tội em mà không có lý do gì cả. Chưa có ai từng làm điều như thế này với em, chưa từng có ai cư xử tệ với em như vậy, chị biết mà. Và em không thích điều này một chút nào. Không, nhưng mà Adu, Adu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ankita đang nói gì vậy? Sanji, em đã tận mắt nhìn thấy Ankita đã rút dây nguồn internet ra đó. Cái gì? Internet gì? Tôi đang giữ hay làm hỏng nó à? Hả? Là tôi cố tình làm hỏng nó hay sao? Những điều cậu ta nói là hoàn toàn không đúng. Chân của em bị trẹo và em sắp ngã. Em hoảng hốt quá nên mới quờ quạng và vô tình làm dây internet bị tuột ra thôi. Và nó đã bị ngắt kết nối chị em. Và cậu ta chỉ nhìn thấy mỗi điều đó. Nhưng cậu ta lại đổ lỗi cho em, như thể em cố tình làm vậy. Cậu ấy đã hét thẳng vào mặt em và cho rằng em cố tình ngắt kết nối mạng. Không, không, không phải như vậy đâu.
Adu, làm ơn, hãy im lặng chút đi. Nếu như cậu không biết cách cư xử, thì hãy im lặng và học lại cách cư xử đi. Đây là cách mà cậu đối xử với người lớn tuổi hơn mình sao? Chị ơi, thực ra thì im đi Adu. Ba tôi đã nói với cậu rồi đúng không? Rằng người trong nhà này không được phép nghe lén. Cậu thích đứng trốn trong góc lắm đúng không? Như cái cách cậu đã đứng nghe lén cuộc trò chuyện giữa chúng tôi hôm đó vậy. Vấn đề của cậu là gì hả? Cậu đến đây để học tập hay để trở thành người theo dõi gia đình Goya này vậy? Thưa anh, không phải như vậy đâu. Thực ra thì, Adu. Thôi em. Anh Kita, tôi xin lỗi. Tôi thấy mà Adu xin lỗi cô. Tại sao em lại xin lỗi vậy Sanji? Ai là người gây chuyện thì người đó phải xin lỗi chứ. Adu, xin lỗi anh Kita đi. Anh Kita, em xin lỗi chị lúc nãy. Đã hiểu lầm chị. Anh Kita, bây giờ Adu cũng đã xin lỗi rồi. Ta chắc chắn mọi chuyện xảy ra chỉ là sự hiểu lầm thôi. Hãy bỏ qua chuyện này đi. Y như cái cách cậu đứng nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi hôm đó vậy. Cậu đến đây để học tập hay để theo dõi gia đình Goyan này vậy? Chị ơi. Chị ơi. Adu. Adu. Được rồi, không sao đâu. Chị ơi, em thề là em chưa hề làm gì cả. Em chỉ hỏi anh Kita tại sao làm vậy khi em nhìn thấy cô ấy trút dây nối mạng. Chị ơi, cô ấy. Được rồi, quên chuyện đó đi. Em chỉ cần tập trung vào việc học của em thôi. Đừng nghĩ về bất kỳ điều gì khác. Sanji, nhưng chị tin em đúng không? Làm sao em có thể làm như vậy chứ? Ừ, chị biết. Nhưng chị đã nói rồi, em không cần nghĩ về bất kỳ chuyện gì khác. Còn nếu bây giờ em không thể tập trung học bài thì hãy đi ngủ đi, sáng dậy rồi học tiếp nha. Dân à, và nghe này, hãy cẩn thận chút. Đây là một nơi ở mới. Các quy tắc và cách thức ở đây rất khác. Nó không giống như nhà của chúng ta. Em hiểu chứ? Dân chị, nào mau đi ngủ đi. Chúc chị ngủ ngon. Ngủ ngon nha. Không, tôi sẽ đến trong nửa giờ nữa. Xin hãy đợi tôi.
Đi thôi, chúng ta sẽ trễ cuộc họp mất. Xong hết rồi thưa ba. Con xin lỗi, con để quên túi đựng máy tính xách tay trong phòng. Ramla, Wilson, Anvay, tất cả người hầu đều bận rộn, họ đang chuyển đồ đạc. Con tự đi lấy đi. Vâng thưa mẹ. Đợi đã. Đợi đã Anvay. Còn có một số người cũng có thể làm được việc này. Nghe này. Nghe này. Tên của cậu ấy là gì? À, nghe này Adu. Vâng thưa bác. Anh Vay để quên túi sách trong phòng. Đi lấy nó đi. Tôi nói là anh Vay đã để quên túi ở trên phòng. Đi lấy nó nhanh lên. Chúng ta đi thôi. Xe đã sẵn sàng đợi hai người rồi. Nó hỏi chuẩn bị cả hai chiếc xe đi. Anh Vay sẽ đi riêng. Nhưng như vậy thì làm sao Adu đến trường được chứ? Nina, cậu ấy có thể đi một mình. Từ Bangani đến đây thì cậu ấy cũng có thể tự mình đến trường. Nếu em để cho cậu ấy quen với sự sang trọng thì tương lai cậu ấy sẽ gặp khó khăn đó. Chúng ta mau đi thôi anh Vay. Nhân thứ ba, hẹn gặp lại mẹ. Adu, em đã ăn sáng chưa? Adu, sao vậy? Sao sắc mặt em lại như vậy? Em buồn ngủ quá chị ơi. Em buồn ngủ vào buổi sáng sao? Không sao đâu. Từ hôm nay hãy đi ngủ sớm vào buổi tối nha. Bà ngoại ơi, nước uống. Bà ngoại, nước uống. Bà ngoại, ai vậy hả? Mấy đứa này. Isa, chào buổi sáng. Những đứa trẻ đáng yêu của chị. Mau ngồi đi. Em có một cuộc họp khẩn cấp. Mẹ đâu rồi? Mẹ đã đi ăn trưa với bạn bè của mẹ. Ôi không. Sao vậy em? Trudy có một bài kiểm tra vào ngày mai. Và em không thể nào để nó ở nhà với người hầu được. Chị chắc chắn chúng sẽ không chịu học. À, vì vậy chị có thể giúp em trông chừng chúng không? Bắt chúng phải học bài và không được lo chơi. Đừng lo lắng, cứ để cho chị. Cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt. Cô đang nói gì vậy? Varun có quan hệ tình cảm với giáo viên ngu ngốc đó sao? Nghe thú vị quá đó. Sao em lại lấy cục tẩy của anh? Trên đó có viết tên anh không? Nhưng cũng đâu có tên của em. Đừng có nói nhảm, đừng có quát anh. Anh im đi, em mới im đi đó. Anh im thì có, em im thì có. Nghe này, tôi sẽ gọi cho cô sau. Anh im đi, em im đi. Anh im đi. Hai đứa làm cái gì vậy? Đây là cách hai đứa học bài sao? Làm sao tụi con học được chứ? Bác nói chuyện to quá, chúng con không thể tập trung được. Nhưng mà Varun đó là ai vậy bác? Có phải người đó là bạn của bố con không? Hai đứa không cần phải nghe những câu chuyện của ta đâu. Nghe ta nói nè, mau đến gặp mợ xanh chi của tụi con và học bài đi. Ai đã làm bánh pudding cho tụi con vậy hả? Dân ạ, mau, xách theo cặp và đi mau đi. Sao vậy các con? Mợ ơi, chơi với tụi con đi, chơi bóng sao? Được rồi. Ừ.
Nào, qua đây, tốt lắm. Được rồi, giờ chúng ta sẽ học bài một lúc rồi sau đó chơi tiếp, được không? Được à. Nói cho mẹ biết, ở nhà ai dạy tụi con học hả? Mẹ hay ba? Mẹ à, ba không ở nhà cả tháng nay rồi mẹ ơi. Ồ, ba con đi đâu? Con không biết nữa. Mẹ cũng bận rộn suốt. Hôm nay mẹ đã đi gặp luật sư. Dạo này mẹ toàn phải đi gặp luật sư. Isha đến gặp luật sư à? Nhưng tại sao? Divi cũng là một luật sư. Cô ấy cũng có thể nói chuyện với anh ấy mà. Chuyện này là sao chứ? Sao vậy? Sao chị lại khóc hả? Mọi chuyện ổn chứ? Anh trai của em đã cố gắng tự tử. Anh ơi, mẹ đã nói là không được nói những điều này mà. Anh quên rồi sao? Ồ, mẹ con bảo không được nói sao? Vậy thì được rồi. Coi như mẹ chưa nghe thấy gì. Và các con cũng chưa nói gì cả. Đây là bí mật của chúng ta. Được chứ? Nào, chúng ta cùng học nhé. Được rồi, bây giờ hãy nói cho mẹ biết tên của những loại rau này là gì nào. Ai trả lời được hả? Mợ ơi, chúng con không biết tên của các loại rau. Chúng khó quá à? Khó lắm đó mợ ơi. Khó như vậy sao? Nhưng mợ đã có ý này. Rất tốt. Bây giờ chúng ta hãy xem. Cái này Sanchi, người bán hàng này đang làm gì ở đây? Subana, Shruti và Anman có kỳ thi vào ngày mai. Và bọn trẻ không thể học được tên các loại rau cũ, nên em nghĩ làm tốt lắm Sanchi. Vậy nếu chúng ta không thể học được tên của các con vật, thì em định đem cả sở thú đến đây sao? Chị ơi, đủ rồi Sanchi. Các suy nghĩ của em và của gia đình này sẽ không bao giờ hòa hợp với nhau đâu. Nào, hãy làm theo mợ nha. Cái gì đây? Cầm lấy đi. Đây là một loại quả màu đỏ, mọng nước. Là quả cà chua. Đây là một quả cà chua. Rất tốt. Giờ tới cái này. Đây. Đây là khoai tây. Nói đi. Đây là một củ khoai tây. Ồ, các con rất thông minh. Isha ơi, mau về nhanh lên. Khi cô ấy về đây và nhìn thấy Sanchi đang cho con cô ấy cầm rau củ từ cái giỏ ù uế đó, thì Sanchi tiêu đời chắc luôn. Làm tốt lắm Sanchi. Cô đã tự đào hố chung mình rồi. Còn đây là cái gì? Cầm lấy nào, chúng được gọi là củ hành tây. Hành tây. Khi con cắt nó ra, con sẽ bị chảy nước mắt đó. Còn đây là Sanchi. Mẹ ơi, đây là khoai tây. Đây là một quả cà chua. Đây là một củ hành tây. Wow, các con đã học được tên các loại rau rồi sao? Sanchi, chị ấn tượng lắm đó. Chị đã quá chán nản khi phải dạy chúng học. Vậy mà em có thể dạy xong trong vòng 2 tiếng thôi. Isha, bọn trẻ tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Chỉ là đôi khi chúng ta phải dạy bằng thực tế thay vì chỉ dạy ở trong sách.
Phải công nhận là ý này hay lắm đó Sanji. Cảm ơn Isha. Được rồi, nói cho em biết hiện tại cơn đau đầu của anh thế nào rồi? À, bây giờ thì tốt hơn rồi. Thực ra anh đã gặp một người, người đó đã chữa khỏi chứng đau đầu của anh và chiếm luôn vị trí của em. Ồ, người đó là ai hả? Cô ấy ở ngay bên cạnh anh luôn nè. Cô ấy hả? Ý anh là một cô gái sao? Cô gái đó là ai? Và cô ấy chiếm vị trí nào của em vậy? Của buổi trà chiều đó. Trà? Ý anh là gì? Vì cô ấy mà anh sắp sửa uống trà với một cô gái xinh đẹp nè. Cô gái đó là ai? Có một cô gái. Ai? Không phải ai. Cái gì? Vivi, đừng làm em bối rối nữa. Họ nói cho em biết cô ấy là ai đi. Và anh đang cầm cái gì trong tay vậy hả? Bánh tráng phô mai. Cái gì? Có một phụ nữ Ấn Độ sống ở gần đây. Anh đã mua nó từ nhà hàng của cô ấy. Và bây giờ anh sẽ ăn nó cùng với bữa trà tối của anh. Anh sẽ ăn cùng với ai chứ? Với em đó, đồ ngốc. Hãy đi mang tách trà của em lại đây đi. Ý tưởng hay lắm. Anh đợi một chút. Và anh biết gì không? Em cũng sẽ tự làm món bánh tráng. Sau đó chúng ta sẽ ăn bánh tráng và cùng uống trà với nhau nha. Được rồi, nhanh lên nha. Được rồi, chồng yêu quý của em. Em sẽ xong ngay thôi. Được rồi, 20 phút, yêu anh. DV không có chút kiên nhẫn nào cả. Cuộc gọi đã được chuyển tiếp tới hệ thống nhắn tin thoại tự động. Anh ấy không bắt máy. Cuộc gọi đã được chuyển tiếp tới hệ thống nhắn tin thoại tự động. TV cũng không có online. Nhưng mới chỉ có 20 phút thôi mà. Tại sao TV không bắt máy? Mình hy vọng mọi chuyện đều ổn. Alo, TV, anh đi đâu vậy? Em đã gọi cho anh nhiều lần lắm đó. Trà và bánh rán nguội hết rồi nè. Sanji, là chị hả? Có chuyện gì vậy chị? Sao chị lại khóc? Mọi chuyện ổn cả chứ? Sanji, anh trai của em. Anh trai của em. Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy? Anh trai của em đã cố gắng tự sát. Cái gì? Sao chứ? Anh trai tự tử sao? Anh ấy có ổn không chị? Mọi chuyện ở đó sao rồi? Không có gì ổn cả Sanji. Anh trai em đang rất bối rối. Đừng khóc. Em sẽ đến Bangani ngay bây giờ. Em sẽ đi ngay bây giờ chị à.
Tôi biết, tôi đang thấy điều đó. Đợi một lát tôi sẽ gọi lại sau. Sao vậy hả Sanji? Mẹ chị gọi anh trai. Anh trai đã cố gắng tự sát. Cái gì? Dân thưa mẹ, chị đã khóc rất nhiều. Bà ngoại sẽ không thể lo được chuyện này. Con phải đến đó. Nhưng tất nhiên là con nên đến đó. Mẹ sẽ sắp xếp một chiếc xe hơi. Con hy vọng là bà nội vẫn ổn. Sanji, chuyện gì đã xảy ra với anh trai vậy? Adu, anh trai, anh trai đã cố gắng tự sát. Cái gì? Mau về bên anh đi. Em đi với chị. Không không, em phải ở lại đây. Học kỳ của em đã bắt đầu và em phải đóng học phí vào ngày mai. Đúng đó Adu, con nên ở lại đây. Sanji, con mau đi đi, để mẹ gọi tài xế. Dân, nghe này, chị đã cất tiền đóng học phí ở trong ngăn kéo tủ, nhớ cho kỹ nha. Và em đừng lo lắng, chị sẽ đi và trở về sớm thôi. Dân thưa chị, đừng quên lấy tiền đóng học nha. Sanji, em sẽ tự lo được mà. Chị cứ đi đi. Đi đi Sanji, em sẽ ở đây. Chào. Xin chào. Sanji không có ở đây. Tôi đến để gặp cậu. Cậu muốn gì? Tôi xin lỗi. Tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi đã phạm một sai lầm. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi nghĩ rằng tôi phản ứng thái quá vào thời điểm đó. Tất nhiên rồi. Nhưng chuyện gì qua, hãy cho qua nha. Làm bạn được không? Được rồi, nhưng cô không cần phải xin lỗi đâu. Adu, nói rõ ràng đi. Cậu có tha thứ cho tôi không? Làm ơn đi. Không sao đâu. Adu, tâm hồn tôi không tệ đâu. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Xin hãy tha thứ cho tôi. Ok, không sao đâu. Cậu chắc chứ? Dân, tuyệt vời. Không có gì. Được rồi, vậy chúng ta nên bắt đầu tình bạn của chúng ta với một bữa tiệc. Tiệc sao? Bữa tiệc pizza bình thường. Tiệc pizza, thêm phô mai, giỏ mỏng, lớp giỏ mỏng và gấp đôi phô mai nữa nha. Ok, nghe tuyệt lắm đúng không? Dân, tuyệt vời. Chốt kèo nha. Tôi sẽ sắp xếp ngay bây giờ. Một giây thôi. Chị ơi, thông tin của chị có chính xác không? Chị chắc chứ? Hãy suy nghĩ lại một lần nữa. Chị có chắc chắn 100% không? Chị đã tận tai nghe thấy mà. Thần linh ơi, em không thể chờ đợi được nữa. Nếu kế hoạch này thành công thì toàn bộ trò chơi nằm trong tay chúng ta. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Sanji Rahu, bây giờ thì cô và em trai cô xong đời rồi. Adu thân yêu, gây rối với tôi là một sai lầm lớn. Cậu sẽ phải nhận hậu quả. Nhưng cùng với cậu thì chị gái của cậu cũng vậy. Tôi ăn no rồi. Sao vậy? Ăn no cái gì chứ? Ăn đi, tôi no lắm rồi đó. Thật mà. Nhưng còn cái này ăn thêm đi. Thôi, ăn đi, ngon lắm. Cậu không thể bỏ lỡ nó đâu. Đây là chiếc bánh pizza ngon nhất ở Mumbai. Chỉ có người may mắn mới được ăn nó. Và cậu cũng thích nó phải không? Cảm ơn rất nhiều. Bánh pizza này ngon quá. Ê,
Chỉ cần cậu thích là được mà. Cảm ơn. Tôi nghĩ là tôi bị nghẹn. Nước, tôi sẽ đi lấy nước. Để tôi lấy nước cho cô. Giúp tôi. Anh Kita, cô làm gì ở đó vậy?